Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại phóng viên Bù Thượng báo dân Việt đang có mặt tại thôn 2 xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là mô hình nuôi dúi của nhà anh Lệ, thì với quy mô rất là lớn, khoảng 2.000 con. Quý vị bạn cùng theo chân Bù Thượng sẽ đi tham quan mô hình và nghe anh Lệ chia sẻ về cách nuôi dúi nhé. Xin mời các bạn cùng theo chân Bù Thượng báo dân Việt sẽ tham quan mô hình nuôi dúi. Đối trước màn hình các bạn đang xem là con dúi của hộ nhà anh Lệ ở thôn 2, xã Vân Sơn. Đây con dúi đang ăn những cây tre, nó gặm những cây tre. Xin chào bà con nhé, đây là trại dúi Triệu Sơn, họ tên tôi là Lê Đồng Lệ đầy đủ. Đây, qua quá trình là bắt đầu chăn nuôi con này là tôi chăn nuôi từ 2008 cho đến nay thì cũng được 13-14 năm rồi. Đây, còn cái quy trình chăn nuôi của nó thì ta khép kín là một, với thứ hai nữa là cái vấn đề của nó là đưa vào khuôn giống phải có quy trình là một. Thứ hai, đưa khuôn giống này vào thì phải xem cái nhiệt độ, và chăn nuôi thì cái nhiệt độ không được cao, không được thấp, hắn phải trung bình, ví dụ như từ 20 đến 30 độ lạnh đấy. Còn cái thời gian sinh sản của nó, cái loại cái dòng mã đào Thái Lan này thì hắn 1 năm 2 tháng nó mới đẻ, sinh sản một lần đấy, và hắn sinh sản 2 lần trong năm. Còn cái dòng mốc đại đấy, thì là hắn sinh sản 2 đến 3 lần nhưng tỷ lệ con của nó ít. Mã đào Thái Lan tỷ lệ khoảng 6-7 con là có, thì nó năng suất hơn. Cái thứ hai, cái trọng lượng của cái con này là 5-6 cân là chuyện bình thường. Cái dòng mốc chỉ 3 cân là lọt lại 2 cân rưỡi thôi. Cho nên cái hậu quả kinh tế của dòng mốc thì ít, nhưng mình phải nuôi, tức là mình nuôi phải 2 con để người ta cấp cho thị trường, thì có người ta tiêu dùng là 5-7 cân. Đấy, là một con, nhưng người ta ít tiền thì lại người tiêu dùng ít, ví dụ 2-3 cân một con. Đấy, mình phải làm theo cái thị trường như thế. Còn qua quá trình chăn nuôi này thì là bây giờ là vừa thương phẩm này, vừa giống hóa, thì trong chuồng này thì cũng tổng đàn hiện nay khoảng trên dưới gần 2.000 con. Đấy, vấn đề là bà con chăn nuôi thì là cứ trìa mía luồng trúc trảy có vôi cây sắn đấy, ăn những đặc thù những cái đó, ta đảo bữa đi cho nó, chứ không nhất nhất là lúc nào cũng phải có trìa. Đấy, hắn bữa nay ăn trìa, mai ăn mía đấy, ăn theo quy trình đấy, ta quy trình khép kín đấy, quay vòng rồi. Xin chào bà con nha. Rồi anh ấy cho hỏi một chút là từ lúc mà nuôi đến lúc mà bán thịt thì khoảng bao nhiêu ngày anh? Từ khoảng mấy tháng đến lúc bán thịt thì khoảng 8 tháng. Khoảng 8 tháng ạ. Là ta đủ cái dòng thương phẩm thì đủ khác. Còn hiện nay thì anh bán giá của con dúi như thế nào? Con giống và giá thịt thế nào? Cái giá của mã đào Thái Lan này thì hắn rơi vào tầm 800 đến 1 triệu một cân. Dạ. Kilo đó, gam vâng. Đấy, tức là bán thịt. Vâng. À, còn bán giống thì hắn tùy theo tháng tuổi. Dạ. 3, 4, 5 tháng theo cái đấy thì 3 tháng tuổi thì 3 triệu. 5 tháng tuổi thì 5 triệu, 7 tháng tuổi thì 7 triệu. Dạ. Hắn theo cái mốc đấy. Dạ. Còn cái dòng của thằng mốc ấy thì nó rẻ thôi. 3 tháng có 1.6 triệu, dạ. 5 tháng 2 triệu, 7 tháng có 2.5 triệu. Thế mà giá thành con mốc như là bây giờ là giá thịt thì có 600, 500 đến 600. Đấy. Thế thì cho em hỏi thêm một chút là cái cách phòng trừ bệnh tật cho con dúi này cụ thể nào anh? Cái này là nó không có dịch, không có bệnh, ví dụ như là một là sốc nhiệt, là khí hậu ở trong chuồng nó không được đầy đủ, tức là ví dụ như trên 30 là hôm nay sốc nắng và sốc gió này, còn riết thì sốc chiết, còn bệnh là không có. Còn nếu có bệnh tiêu chảy là do mình cho ăn, dạ. Mình cho ăn nghiêm ngặt là không việc gì cả, cái rủi ro của nó ít. Còn từ 2008 đến giờ là không có bệnh bị dịch chết này. Còn hắn có thất thoát là do mình cho ăn đấy, dạ. Là nó sinh nhai, thì mình phải xem được là cái con này nó như thế nào, nó làm sao thì mình chữa ngay thì được. Còn nếu mình để có là không chữa được đâu. Dạ. Thế trừ chi phí thì một năm gia đình mình thu về nhiều không anh?
À, trừ chi phí rồi thì một năm nói chung là cũng tầm cỡ độ khoảng 300 mét vuông thì cũng kiếm được, cũng trừ chi phí ăn uống thoải mái đi cũng được trong 700. Dạ. Có thế thôi. Vâng ạ. Rồi. Xin cảm ơn anh ạ. Rồi. Dạ. Con rúi này thì là được khoảng trọng lượng khoảng bao nhiêu anh? Con này cũng 3 cân rưỡi, chữ lứa đầu tiên. À dạ. Bao nhiêu tháng là con rúi bắt đầu là sinh sản anh? Con này 1 năm đến 1 năm 2 tháng với sinh sản. Dạ. Thức ăn của nó là chủ là mía với thì, tre trúc luồng không ạ? Dạ. Dạ, cảm ơn anh ạ.